phát ngôn của người mẹ, bà nội thiên hạ trong sau hẹn hò khiến MC Cát Tường bức xúc, mới vô mà cô đã bảo không được rồi thái độ và ứng xử của người mẹ khiến MC Cát Tường bức xúc lên tiếng thay người chơi, chị thẳng thắn chỉ trích những phát ngôn thiếu kiềm chế của người mẹ. Đi cùng con gái tham gia sau hẹn hò, người mẹ ở TP. Hồ Chí Minh đang trở thành tâm điểm chỉ trích khi có cách ứng xử kém duyên, thậm chí bà còn bị khán giả chương trình bình chọn là bà nội thiên hạ, đỉnh cao vô duyên. Khi chương trình chưa kịp bắt đầu, người chơi nam chỉ vừa giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, người mẹ từ hậu trường bước ra trường quay lấn át với loạt phát ngôn chê bai và phán xét anh Lương Hồng Hoàng Nguyễn 33 tuổi, người được chọn ghép đôi với con gái bà là chị Tăng Thị Kim Oanh, 35 tuổi tôi đi theo tôi ủng hộ nó, con gái phóng viên, cũng mong tìm người chọn được mà bước vô trường quay, tôi thấy chú này là tôi không chấm được cái gì hết trơn, người mẹ lớn tiếng nói. Cậu này nói nhỏ quá, không biết ở ngoài sao, 3-4 mối tình nói chuyện gì nhỏ quá, mấy cô gái chạy hết, chú cao 1m mấy. Lý do con gái tôi bị ế là do tôi kém, tôi kỳ nhất là nhỏ tuổi, không hạnh phúc. Chú ngắn ý nói chiều cao phóng viên, và nhỏ tuổi hơn nữa nói thiệt nha, người ta tuổi này là luật sư, thạc sĩ còn chú này tuổi này nhà chưa có, chú này chắc thuộc dạng gì đó rồi. Nhìn chú này là tôi không ưng trong bụng, chú này vô đây 15 năm mà chưa có sự nghiệp là chú này coi như là lớn tuổi mà chưa có nhà là quá dở rồi, tôi vô nãy giờ mà tôi lắc đầu, tôi không chấm được cái gì hết. Người ta nói là con gái xinh mà sao ấy, cho tôi khó chú nói chuyện là chú cứ mập mờ, ngại ngùng. Chú có bao nhiêu mối tình thì chú cứ nói đi, chứ chú có giấu thì chú cũng lòi ra thôi. Người mẹ nói liên tục trong khi người chơi nam gần như chưa được lên tiếng đã bị đe dọa. Giấu gì cũng lòi ra thôi, chứng kiến thái độ của người mẹ. MC Cát Tường thay mặt người chơi, thẳng thắn nói, như vậy là cô cản duyên con cô đó, cô cứ để tìm hiểu đi cô. Mới vô mà cô đã bảo không được rồi, mấy bạn trai trước cũng vậy chắc người ta chạy hết trơn. Thậm chí, MC Cát Tường còn cảnh báo, coi chừng hai mẹ con trùm mền nhau luôn đó.